Nam mô A Di Đà Phật. Thứ nhất điện hương kim lô chiếu diệu vĩnh chú quy hoàng khai nhật nguyệt chi đồng quang và sơn thiên tú lệ na lâm miên ích kỳ đạo vô tư giới hương định hương dự huệ hương giải thoát tri kiến hương quang minh dân đại viên pháp giới cúng dường thập phương chư hiền thành. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Nam Quốc Hồ Chí Minh thành phố Củ Chi huyện An Nhân Tây xã xóm trại ấp cư gia trụ phùng Phật thiệt cùng phụng kinh kỳ siêu độ linh hồn sự kiềm tăng chủ hiền thế Hồ Thị Hồng Hiểu Nam Phan Hồ Phủ Phan Hồ Trung hiệp toàn tan môn hiếu quyến thiết lễ cầu siêu giống hồn chánh độ hiện linh cố tánh phan dân hoành nhất vị thần hồn quân sanh dâm dần niên hưởng thọ lục thập nhị tế tử quy mạo niên nhị hoạt sơ nhất nhật lương thời ô hôn dòng hồn thanh bát văn kinh đọc xá mê đồ dạng thanh tình đồ nam mô siêu lạc độ bồ tát nam mô siêu lạc độ bồ tát nam mô siêu lạc độ bồ tát ma tát nhất tâm đành lễ nam mô thập phương thường trụ tam bảo tam đệ nhất thiết chư phật nhớ tâm đành lễ nam mô thập phương thường trụ tam bảo tam đệ nhất thiết tôn pháp nhớ tâm đành lễ nam mô thập phương thường trụ tam bảo tam đế như thiết chư hiền thánh tăng con di chiều giảng mê địa tạng từ tôn tây phương tiếp đệ dòng mà thành kinh dân Bồ Tát linh thành kinh dân Bồ Tát cả linh thành kinh dân Bồ Tát Ma Tát dòng a tàu bạc tiền tăng chủ kiền thiền phổ lợi bình thân giai á quy âm dương chi đình thủy biển thải tam thiên tánh không bác được lợi nhân thiên pháp giới hoàn tăng viên diệt tội điếu khi ăn quả dìm quả hồng liên
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ni. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Bậc Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Bậc Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Đà Ni. Nam mô A Ra Đà Na Đa Đa Dà Dà. Nam mô A Di Đà Bà Lô Kiết Đế Nước Bạc Đa Dà Bồ Đề Đoạ Bà Gia Ma Ha Tát. Đoạ Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia Hàng Tát Bàn Ra Phật Giới Thố Đà Na Đa Tọa. Nam Mô Tát Kiết Lạc Đoạ Y Mông Ma Thị Gia Bà Lô Kiết Đế Đoạn Phật Ra Lăng Đà Bàn. Nam mô Na Đa Cẩn Thị Hê Thị Ma Ha Bàn Đa Sa Mê La Bà A Tha Đậu Du Bằng Âm A Thể Dẫn La Bà Đa Đa Na Ma Bà Già Ma Bà Đà Đâu Đà Đi Tha Án A Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ga Ta Đế Di Hê Thị Ma Bồ Đề Tát Quả Tát Bà Tát Bà Ma Ta Ma Ta Ma He Ma He Đi Đà Dần Cổ Lô Cổ Lô Kiết Mông Độ Lô Độ Lô Bát Đà Gia Đế Ma Bát Đà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Địa Đế Ni Tát Phật Đà Gia Gia Ra Gia Ra Ma Ma Bát Đà Ra Một Đế Lệ Di Hê Di Hê Đất Na Đất Na Đa Sâm Bạc Ra Xá Lợi Bạc Xá Bạc Sâm Bạc Ra Xá Gia Hô Lô Hô Lô Ma Ra Hô Lô Hô Lô Ê Rị La Ra Ta Ra Đất Rị Đất Rị Lô Rô Tô Rô Bồ Đề Giả Bồ Đề Giả Bồ Đà Giả Bồ Đà Giả Di Đế Rị Giả Na Ra Cẩn Thị Địa Rị Thác Ni Na Ba Giả Mạ Na Ta Bà Ha Tất Đà Giả Ta Bà Ha Ma Ha Tất Đà Giả Ta Bà Ha Tất Đà Vũ Hề Tất Bàn Ra Giả Ta Bà Ha Na Ra Cẩn Thị Ta Bà Ha Ma Ra Ta 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 Bà Ha Tất Ra Tăng Ha Một Thị Cha Ta Bà Ha Ta Bà Ma Ha Tất Đà Giả Ta Bà Ha Và kỳ ta ra tất là và ba ba ha Ba đà ma yết tất là và ta ba ha Na ra cẩn thị bạc và ra và ta ba ha Ma bà lợi đăng Yết ra và ta ba ha Nam mô ác ra đất na đa ra và gia Nam mô a di đà bà lô kiết đê nước bạc ra và ta bà ha An tất điện đô mạng đa ra bát và dạ ta bà ha An tất điện đô mạng đa ra bát và dạ ta bà ha An tất điện đô mạng đa ra bát và dạ ta bà Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cả Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh cải
Bà thiên bàn kiếp năng đau ngộ, ngã kim kiến văn đất thọ thì nguyện giải Như Lai chân thì kia. Nam mô Liên Trì Hải Hội Bạc Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Bạc Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Bạc Bồ Tát. Phật Thế Ta Di Đà Kinh Như Thị Ngã Văn Nhất Thời Bậc Đại Xá Dễ Quốc Kỳ Rõ Cấp Cô Độ Chiên Giữ Đại Tỳ Kheo Tăng Tiên Nhị Ba Cổ Thập Nhân Câu Giai Thì Đại A La Hán Chung Trợ Đi Đức Trường Lão Xá Lời Phật Ma Một Kiền Liên Ma Ca Diếp Ma Ca Chiến Viên Ma Câu Y La Đi Bà Ra Châu Lợi Bàn Đà Già Nán Đà A Nán Đà La Hầu La Kiều Bạm Ba Đề Tăng Đầu Lô Phả La Đọa Ca Lưu Đà Di Ma Kiếp Tăng Na Bạc Cầu Ra A Nâu Đồ Đà Như Thị Đẳng Chư Đại Đề Tử Tinh Chư Bồ Tát Ma Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Phương Tử A Vợ Ta Bồ Tát Càng Đà Đề Bồ Tát Thần Tinh Tấn Bồ Tát Dư Như Thị Đẳng Chư Đại Bồ Tát Cầm Tịnh Đề Hoàng Nhân Đẳng Vô Lượng Chư Thiên Đại Chung Câu Nhị Thời Bậc Cao Trường Lão Xá Lợi Phất Tùng Thị Tây Vương Quá Thầm Vạn Ước Phật Độ Hữu Thế Giới Danh Diệt Cực Lạc Kỳ Độ Hữu Phật Hiệu A Di Đà Kim Hiền Tài Thuyết Pháp Xá Lợi Phật Bỉ Độ Hà Cổ Danh Di Cực Lạc Kỳ Quốc Chúng Sanh Vô Hồ Chúng Khổ Đáng Thọ Chứ Là Cổ Danh Cực Lạc Khổ Xá Lợi Phật Cực Lạc Quốc Đô Thất Trùng Lan Thuận Thất Trùng La Vọng Thất trùng hàng thọ giai thì tự châu tám chi nhiều thì cổ vị hoặc danh chi cực là khổ xa loài bác khổ thất bảo thì ba công đức thủy trung mãn thì trung thì đệ thuần dị kim tha vô địa tử viên giai đạo Kim ngân lưu đi ba lê hiệp thành tượng ngũ lâu các diệt dĩ Kim ngân lưu đi ba lê xa cử dịch châu mà não nhi nghiêm Chớ chi trì trung liên qua đại như xa luân thanh giác thanh quang quỳnh giác quỳnh quang Sạch xả thết quang bạch sạch bạch quang di diệu hưởng khiết xa lầy ba cực là quốc độ thành tổ như thị cộng đức trang nghiêm hồ xa lầy ba bỉ phật quốc độ thường tác thiên nhạc quỳnh kim di địa trú già lộ thời phủ thiên mạng đà la hoa Kỳ độ chúng sanh thường dị thanh đáng các dĩ kết thành chúng diệu hoa cúng dường tha vương đầm vạn ước Phật. Tất dĩ lợt thời hoàng đao bốn quát thành tự kinh hành xa lây bất cực là quốc độ thành đủ như thị cộng đức trang nghiêm bột thư xa lời Phật. Bị quốc thường hữu trùng trùng kỳ diệu tạp sát chi điểu bạch nạc Cộng tước anh võ xa lợi ca lăng tần và cộng mạng chi điểu thì chư chúng điệu trú và lột thời thượng hòa nhã âm Kỳ âm diện xương ngũ căn ngũ lực thất bộ đề bằng ba thánh đạo bằng như thì đã
giảng pháp kỳ độ chúng sanh. Dân thị âm chỉ đại tác niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng xá lời Phật, nhớ dành dị thừ điều thiệt thị tội bao giờ sanh ra gì giả hạ. Bị Phật quốc độ vô tam ác đạo xá lợi Phật, kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chí danh hà huộng hữu thiệt thì chư chúng điểu giai thị A-di-đà Phật. Dục linh pháp âm tiên lưu biên qua sở tác xa lời Phật, bí Phật quốc độ di vong di động chư bảo hoàng đỏ gặp bảo la giọng dứt di diệu âm. Thế như ba thiên chúng nhạc đồng thời cu tác, dân thị âm giả tự nhiên giải sanh niệm Phật, niệm Phật, niệm tăng chí tâm xa lời Phật, kỳ Phật quốc độ thành tổ như thị cộng đức trang nghiêm xa lời Phật. Ư nhữ y văn hà bị Phật xà cố hiệu a di đà xa lời Phật, bí Phật quang minh vô lượng chiếu thập phương quốc vô sở chướng ngài thị cố hiệu vi a di đà hữu xa lời Phật, bí Phật thọ mạng gặp kỳ nhân dân vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp cố danh a di đà xả lợi Phật. A di đà Phật thành Phật vĩ lai ư kim thập kiếp bồ tha lợi Phật, bí Phật thủ vô lượng vô biên thanh văn đệ tử giai a la hán phi thì toán số chi sở đăng tri chư bồ tát chúng diệt phục như thì xa lời Phật. Bí Phật quốc độ thành tổ như thì cộng đức trang nghiêm bồ xa lời Phật, cực lạc quốc độ chúng sanh sanh giả giai thị a bề bạc chỉ thị trung đa hồ nhược sanh bồ sứ kỳ sổ thẩm đa phi thị đoạn số sở đăng đi di đàn gà dị vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết xá lời Phật chúng sanh. Dân giả ưng đương bác nguyện nguyện thanh bì quốc sở dị giả hà đặc dữ như thì chư thường thiện nhân câu hội nhật sư xa lời Phật. Bác xà dị thiệu thiền căn bước đức nhân duyên đặc thanh bì quốc xa lời Phật, nhờ khổ thiện nam tử thiền nữ nhân dân thuyết a di đà Phật. Chấp thì danh hiệu nhật nhất nhật nhật nhì nhật nhật tam nhật nhật tứ nhật nhật ngũ nhật nhật lục nhật nhật thật nhật nhất tâm bất loạn kỳ nhân lâm mạng chung thời a di đà Phật. Dự chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền thị nhân chúng thời đạm bạc tiên đạo tức đắc giảng sanh a di đà Phật, cực lạc quốc độ xa lời Phật. Ngã kiến thì lợi cổ thuyết thử ngôn nhược khổ chúng sanh, dân thì thuyết giả ưng đương bác quyền thanh bì quốc độ xa lời Phật. Như ngã kim và tán thán a di đà Phật, bất xả tư kỳ công đức chi lợi đông phương diệt khổ a số bề Phật, tu di tướng Phật đại tu di Phật, tu di quan Phật diệu âm Phật, như thì đẳng hằng hà xa số chư Phật cả tư kỳ quốc sơ quảng trường thiệt tưởng biên bố tam tiên đại thiên thế giới thuyết thành thiệt ngôn như đằng dũng thanh đơn thánh thì dựng tan bác xã tư nghị còn đơn như tiết chư Phật sở hồ niệm kinh xá lời Phật nam phương thế giới hổ nhờ nguyệt đăng Phật danh văn quan Phật đại diện kiên Phật tu di đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật như thì đẳng hằng hà xa số chư Phật
ca cơ kỳ hoa sơ quán trần đề tưởng điên vô tam điên đại điên lễ giới liệt thành điệt con như đằng dũng thanh đơn tính thầy thần tan bác xã tư nghị còn đơn như tiết chư phật sở hồ niệm kinh xá lời và có tây vương thế giới hữu vô lượng thọ phật vô lượng tướng bạc vô lượng tràng bạc đại quang bạc đại minh bạc bảo tướng bạc tịnh quang bạc như thì đẳng hằng hà xa số chư bạc cả thư kỳ qua sư quảng trường thiệt tưởng biên vô tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thiệt ngôn như đằng dũng thanh đơn tính thầy thần tăng ba khả tư nghị cộng đức như tiết chư phật sở hồ niệm kinh xá lời phật bác thương thế giới hữu diệm kiên bạc tối đăng âm bạc đang trở bạc nhật sanh bạc giọng minh bạc như thị đẳng hằng hà xa số chư bạc ca sư kỳ hoa sư quảng trường thiệt tưởng biên vô tam thiên đại thiên lệ giới thiết thành thiệt ngôn như đằng dũng thanh đơn tánh thầy thần tăng ba xã tư thì còn đức như tiết chư phật sở hồ niệm kinh xá lời bạc hạ phương thế giới hữu sư tử bạc danh văn bạc danh quan bạc đạt ma bạc bạc tràng bạc trì pháp bạc như thị đẳng hằng hà xa số chư bạc ca sư kỳ hoa sư quảng trường thiệt tưởng biên vô tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thiệt ngôn như đằng dũng thanh đơn tánh thầy thần tăng bác xã tư nghị cộng đức như tiết chư phật sở hồ niệm kinh xá lời và có thượng phương thế giới hữu phạm âm bạc tu dương bạc hương thượng bạc hương quang bạc đại diện kiên bạc tạp tác bảo hoa nghiêm tăng bạc ta la thọ dương bạc bảo hoa đức bạc kiến nhất tiết nghĩa bạc như tu di sơn bạc như thì đẳng hằng hà xa số chư bạc cả tư kỳ quốc sơ quảng trường thiệt tưởng biên vô tam thiên đại thiên đề giới thiết thành thiệt ngôn như đằng dũng thanh đơn tính thầy thần tan bác xã tư nghị cộng đức như tiết chư phật sở hồ niệm kinh xá lời phật ngư nhữ y văn hà hà cổ danh di nhất tiết chư phật sở hồ niệm kinh xá lời phật nhược hữu thiện nam tử thiền nữ nhân dân thị kinh thọ trì giả cặp văn chư bạc danh giả thị chư thiện nam tử thiền nữ nhân giai di nhất tiết chư phật chi sở hồ niệm giai đất bác thôi chuyển ư a nầu đà la tam biểu tam bồ đề thị co sa lời bạc như đẳng giai đương tính thọ ngã ngữ cặp chư bạc sở thiết xa lời bạc nhược khổ nhân vì bác quyền kim bác quyền đương bác quyền dục sanh na di đà phật quốc giả thị chư nhân đẳng giai đẳng bác thôi chuyển ư a nậu đa la tam miểu tam bồ đề ư bị nhược đồ nhược dĩ sanh nhược kim sanh nhược đương sanh thầy cổ xa lời bậc chư thiện nam tử thiền nữ nhân nhược hữu tinh giả ưng đương bác quyền sanh bị quật đồ xa lời phật như ngã kim giả xa lời a phật như ngã kim giả xưng tán chư bạc bạc xã tư nghị công đức bị chư bạc rằng diệt xưng tán ngà bất khả tư nghị công đức Di Tát thị ngôn tính ca mâu ni phật đẳng vi đạm nan ni hộ chi sự đăng ư ta bà quật đồ ngũ được ác
thế. Kiếp được kiến được phiền não được chúng sanh được màn được trung đất nậu đá la tam biểu tam bồ đề vị chư chúng sanh thiết thì nhận thiết thế gian nàng định chi pháp xa lời vật đường tri ngã ư ngũ trượt ác thế hành thử đang thời đặt nậu đá la tam biểu tam bồ đề vị nhất thiết thế gian thiết thử năng tinh chi pháp thị di đạm năng Phật thiết thử kinh gì xa lời bởi gặp chư tỳ kheo nhất thiết thế gian thiện nhân a tu la đẳng văn Phật sở thuyết quan thì tịnh thọ tác lễ nhi khứ Phật thuyết a di đà kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Từ Đại Bồ Tát Thành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chịu Kiến Ngụ Quẩn Giai Công Đồ Như Thiết Khô Ách Xá Lời Tự Giác Bất Dị Không Công Bất Dị Giác Giác Tức Thị Không Công Tức Thị Đặc Thọ Thượng Hành Thức Diệt Phục Như Thị Xá lời tử thị chư pháp không tướng bất sanh bất diệt bất câu bất thành bất tăng bất giảm thì khổ không trung vô tác vô thọ tưởng hành tức vô nhan nhi đi thiệt lặng y vô tác tinh ương dị độ pháp vô nhan giới này dị vô y định giới vô minh diệt vô minh đẳng đại chỉ vô lao tử diệt vô lao tử đẳng vô khổ tạp diệt đạo vô trí diệt vô đắc chỉ vô thời đắc cố bồ đề đạt đoạ y bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quay ngài vô quay ngài cô vô hồ cũng vô diễn ly điên đạo vòng tượng cô ganh niết bàn tam tế chư phật y bát nhã ba la mật đa cô đắc a nậu đa la tam miểu tam bồ đề cổ tri bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị do thường chủ thị do đăng đăng chú đăng trời nhờ thiết khổ chân thiệt bởi thư cổ điếp bát nhã ba la mật đa chủ thân thiết vô diệt thiệt đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề đạt bà ha nam mô a di đà bà dạ đa đa dạ đa dạ đa điệt dạ đa bà thầy a di đà đa tất đam bà thầy a di đà đa thầy ca lăng đệ a di đà đa thầy ca lăng đa ca già di đà già già na di đà ca lệ đa bà ha nam mô a di đà bà già đa đa Dạ đa dạ đa điệt dạ đa a di đà đô bà thầy a di đà đa đất đam bà thầy a di đà đa thầy ca lăng đệ a di đà đa thầy ca lăng đa a dạ di đà dạ dạ đa chỉ đa ca lệ đà bà khổ hại vạn đồn bay dỗ thoát lân hồi khổ y tạo khắp bi niệm di đà nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại à bi tiếp dần dòng hồn siêu thánh tịnh độ nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Đệ Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Đệ Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Đệ Chí Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Ri ân mừng cho bữa hôm nay dòng hồn được chi biết đường đi nẻo về. Hồn ơi lần lần mà nghe cầu hồn cho được đi trọn về vãng là sanh. Cuối sinh bạc kỳ xót đi thương tình. Cứu hồn ra khỏi u minh ni ba đàn. Cuối sinh bóng còn hào quang soi hồn. Trong giấc kỳ mơ ở màn chim mã bao yên. Cuối sinh trong biển ba đào. Dớt hồn ra khỏi lúc nào trầm mê. Cuối sinh non Phật đề quê. Nắm tay mà dắt hồn về đến nhà nơi. Cuối sinh non Phật kê rước mời. Thả tay mà dắt cái hồn chơi liên trì. Lại sinh tạ hữu tri thầy. Mấy ngôi đại thì cùng thầy ba ơn Quan Âm Bồ Tát qua thân tay cầm nhành liệu tài bưng ý kiếm đài. Giới cùng thể chi cả ngày Quan Lâm rằng ngã thế tiếp và lai dòng hồn. Lại sinh tất cả tông mì môn. Sinh dân thường thì cùng dồn một nơi. Lại sinh tất cả các trời. Đều để anh cung điện mà dời gót đi. Phát hành từ cõi vương Tây. Theo sao giá Phật kia xuống ngay một đoàn. Nghinh ngang vào cái tràng phan
thanh tốt gì hướng nồng nàng. Bao nhiêu thanh cảnh hiện ra khiến hồn xem thấy thiết cả tha vui mừng, cho hồn quá đặng kim mà thân ngồi trên đi báo tòa theo gần đảo hòa sư khai tay một cái lúc bây giờ đã qua tịnh độ làm người vãng sanh. Quyền cho hồn được chi an lành, đồng về cực kỳ lạc kỳ đồng mà thanh thế an vàng. Nam mô tịnh độ lạc cả ban, độ dông thì hồn đăng tây phang, mà hậu về cầu siêu công đức thù thắng hạnh. Vô biên thắng bước giai hồi hương, bổ quyền bám giới chư chúng thanh, tốt giảng vô lượng quang bạc xa, quyền liễu tăng chứng từ phiền não. Quyền đặc trí huệ trận minh liêu, phổ quyền đòi chứng tất tiêu từ hạ tê lê đoàn hành Bồ Tát Đạo. Quyền thanh tây phương tịnh độ trung, cô bẩm liên qua di bồ màu, qua khai kiến bằng ngộ vô thanh. Bất thôi Bồ Tát di bàn lữ, quyền di nữ công đức, khó gặp ơ nhớ tiết, ngà đắng giữ chung thành, giai cộng thành bậc đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Phục nguyện thượng lai đệ tử chúng đẳng cung tụ Phật tiền phụng tụng đại thừa pháp bảo tôn kinh. Kỳ siêu hương linh cô tanh phạn dân hoành, nhất vị thần hồn quân thanh nhâm dần niên. Hưởng thọ lộ thập nhị tế tử ư quy mão niên nhị hoạt, sơ nhất nhật lương thời ổ hô. Dòng hồn thanh pháp dân kinh đốc sở mê đồ giảng thanh tình đồ phổ quyền. Âm siêu dương thới hài hạ thanh pháp giới chúng thanh giai cộng thành Phật ca đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Tiểu diêu chân đế giới hoài đã tạo liên đài, hiệp trưởng tế tôn tiền Như Lai thân thọ kỷ tự quy y Phật. Đương quyền chúng thanh thế giải đại đạo, Phật vô thượng tâm từ quy y Pháp. Đương quyền chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải tự quý tăng. Đương quyền chúng sanh thống lý đại chúng, nhật tiếp vô ngại. Kinh văn dị mạng hồi đệ dòng hồn mạng tận đời là Bồ Tát, linh đời là Bồ Tát, linh đời là Bồ Tát. Ma Tát dòng yên vị linh sàng tăng, chủ lễ Phật Thế Tôn Tam